Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Hôm nay Nhân TV ra vườn để chia sẻ với các bạn là cái bón bưởi cho tháng 4 âm lịch thì chúng ta nên chọn NPK như thế nào để cho nó hợp lý và cuối năm nó ngon bưởi. Thì Nhân TV trước khi bón thì cũng chia sẻ, đã có rất nhiều video các năm trước đã chia sẻ rồi. Từ tháng 4 chúng ta phải để ý cái hàm lượng NPK dần theo từng vườn bưởi của mình. Thí dụ như các cái vườn bưởi của mình năm trước nó mình bón từ tháng 4, mình thấy mà quả nó lớn, gặp mưa mà quả lớn thì mình đã điều tiết hàm lượng kali cao dần trong hàm lượng NPK để cho quả bưởi nó săn chắc. Đấy, nó săn chắc lại, nó không bị dày vỏ. Đấy, nó lớn nhưng mà trong cái tình trạng là nó chắc bưởi. Còn thứ hai nữa là phân tích cái bưởi các bạn là để ý là trường hợp mà nếu cây bưởi các bạn tơ, không phải là bưởi già lâu năm, thì các bạn có thể là điều tiết ba con cân đối cũng được. Vì bưởi dần cần phải lớn quả thì ba con cân đối thì là ba các bạn bón cho mình ba con 16 hoặc ba con 15 cũng được. Hàng ngoài ra thì chúng ta có thể là để cho kiểm soát nó là chúng ta không bón nhiều, thì chúng ta không bón quá năm nặng. Bây giờ quả bưởi to rồi, ta bón hơn lúc mà nó mới bón sinh lý thì hai nặng, nhưng mà khi mà nó đã lớn bằng sau lưng các bạn, đường kính nó cũng được 5-7 phân như này này, thì chúng ta sẽ nâng hàm lượng lên, nâng số lượng lên mỗi cây tầm 3-5 nặng để cho nó nuôi đủ trái, cho nó lớn trái. Vì nếu mà chúng ta không nuôi lớn được này thì nó sẽ quả sau nó rất dễ bị những quả nhỏ. Nhưng mà chúng ta phải kiểm soát nó thức ăn. Nếu chúng ta không kiểm soát được ăn, chúng ta cho nhiều quá mà gặp thực tát nó không ăn hết. Mình bón nhiều quá nó chua đất, pH nó tụt, mà đến tháng 8, tháng 9 âm lịch bắt đầu thời tiết nó mát rời hơn, nó không nắng thì nó hấp thụ được, nó sẽ quả lớn rất nhanh, rất to. Chính cách bón của mình vẫn là phải bón là bón kiểm soát để cho nó không bị hao hụt. Thứ nhất là nếu mà chúng ta mà không chọn được NPK mà nó tan nhanh những cái ngày nắng này mà chúng ta ném trên mặt luống ấy, thì nó sẽ bị bay hơi, nó bị hao hụt cái lượng NPK, mất là đạm rất nhanh. Cái hai nữa là trời nắng mà chúng ta không tưới đều thì nó cũng bay hơi nữa. Đấy là hoặc là trong may đêm nó mưa gió, mưa nó trôi rửa trôi thì nó cũng hao hụt hơn. Chính vậy mình chia, vẫn phương pháp của mình là bón chia nhỏ ra nhiều đợt. Chia nhỏ ra để cho nó ăn, cho nó đỡ hỏng dễ là một. Cái thứ hai nữa là nếu gặp mưa rào nó đột xuất thì nó cũng không bị thấm, bị trôi mất nhiều. Đấy. Còn ngoài ra thì mình đã định bón nó cách đây khoảng tầm tuần nay rồi, nhưng mà do cái thời tiết nó mưa, nó kéo dài mấy ngày liền thì cái độ ẩm của đất nó cao, nó hút đủ rồi, thì mình có bón ra mà mình tưới thì nó không thấm được nhiều. Chính vì vậy mình đợi cho nó 2-3 nắng này. Đấy, đã cắt cỏ rồi, giờ gặp mưa rồi cỏ nó đã tốt rồi, nhưng mà đành phải chịu thôi. Thì bón đã, vì mấy hôm nay bắt đầu nó nắng rồi, 2-3 ngày nay bắt đầu nắng. Nắng rồi thì bắt đầu mình đất nó rôn rốt rồi thì mình hút vứt, mình ném nó ra, ném ra cho nó hút ẩm, thì tháng mai đầu mình sẽ bơm nước, vì chiều nay mình chỉ mang ra bón để cho nó kịp thôi, còn chiều tối 5:30 là mình đã lên lớp dạy võ. Chính vì vậy mình không thể nào mà tưới được cho mấy cái vườn bưởi. Thì mình làm một cái video mình chia sẻ, mình tùy theo vườn mà các bạn mà để lưu ý các bạn chọn NPK cho hợp lý. Nhưng mà mình nhắc các bạn tư vấn các bạn là cái mùa lạng khi mà chúng ta bón ở dưới đất ý, chúng ta mà lúc đầu năm ta sới thì bón loại NPK chậm tan cũng không sao. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta phải ném trên mặt luống thì nó sẽ gặp nắng hoặc mưa, thì chúng ta sẽ chọn hàm lượng NPK nó các loại dòng mà nó tan nhanh thì rất tốt, thì nó sẽ ăn nhanh, nó không bị rửa trôi. Thế là mình chia sẻ các bạn. Còn hai nữa là mình chia sẻ các bạn, nếu như vườn bưởi mà các bạn lớn nhanh, quả to mà các bạn thấy nó lớn rồi, thì chúng ta sẽ chọn hàm lượng NPK cao hơn từ tháng 4 cũng được. Thí dụ như mọi năm mà là mình chọn dòng Việt Nhật là 11, 11, 17 từ tháng 4. Đấy, thì bưởi nó lớn săn chắc, và đặc biệt trong dòng đấy nó có lưu huỳnh thì bưởi sẽ ngọt tươi. Thế còn những quả bưởi năm nay thì mình thấy nó cũng ổn định, nhà mình thì năm nay mình tập trung thêm cả cái dòng hữu cơ. Chính vì quả năm nay nó cây, nó mục đích của mình cho nó hồi phục cây. Vì nó nhiều năm mình khai thác sai lâu năm thì cây nó cũng yếu hơn các năm. Chính vì năm nay mình phải hồi phục, mình nồng cái hữu cơ nhiều hơn so với mọi năm. Năm nay mình dùng hữu cơ bằng hai cái dòng là mình lấy của chỗ anh Thái, là cái dòng phân gà viên sẵn của Nhật. Đấy, mới lại phân gà của mình tăng đến mỗi cây đã 2 bao rồi. Đấy, hữu cơ là thế. Ngoài ra mình tưới thêm thằng Sumago được 2 lượt rồi. Với lại thằng lấy thêm cái dòng thằng phân bón Nga nữa, mình bón ở bên vườn bên kia. Cho nên mình chia sẻ các bạn là mình sẽ nồng nó để cho quả bưởi nó cây nó khỏe, nó hồi phục. Đấy, và mình điều tiết nó để mình cân đối nó. Còn ngoài ra năm nay nhà mình thì không có được cái đỗ ngô ngâm, vì năm ngoái mình dùng hết năm ngoái thì đầu năm nó còn có một út chút thì mình tưới thì nó hết rồi. Cho nên mình chưa kịp ngâm mà chưa kịp để phân bón ủ cho nó. Cho nên các bạn mà có sẵn các nguồn cá đỗ ngô ngâm thì các bạn hòa loãng tưới cho giai đoạn này để tăng cường cho quả nó lớn trái. Nhưng để đến tháng 4 âm lịch, tháng 4 âm lịch đến tháng 7, tháng 6, 7 các bạn vẫn bón ok.
đỗ cá ngô ngâm tưới hòa loãng ra. Nhưng mà từ tháng 7 âm lịch mà các bạn thấy cây nhà mình quả lớn rồi thì các bạn có thể dừng được đỗ cá ngô ngâm để cho quả bưởi nó chín sớm và nó không bị to bưởi. Vì trong cái hàm lượng là trong đỗ cá là ngô là nó có hàm lượng đạm hữu cơ rất cao. Chính vì chúng ta sẽ kiểm soát nó dần đi để cho quả bưởi nó săn chắc. Còn nếu các bưởi mà các bạn mà nó cây già yếu thì các bạn có thể chọn dòng đạm cao cũng được, tức là ba cái con đối lúc đầu tiên ấy, trong tháng tư âm lịch này, tháng nào là tháng năm là tháng giai đoạn mà nó đã quả nó sỉnh ấy, các bạn thì nhìn theo vườn. Thí dụ như vườn các bạn bưởi tơ hoặc cái bưởi các bạn nó quá khỏe, lá nó tốt, quả nó lớn nhanh thì các bạn tăng can đi cho mình từ tháng tư này luôn đi. Tức là mình không phải bón rời nhé các bạn nhé, nhưng các bạn dùng hàm lượng cani cao luôn so với đạm đơn và cani. Đấy, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu trường hợp mà vườn bưởi các bạn nó bình thường, cây như mình nó phục hồi được hơn, mình cũng bón được hữu cơ thì mình bón năm nay mình chọn xuống thái mình đi 3 con 16 phân món của thằng Nga đấy, thì nó cũng là tan nhanh được, trước mình đã bón nó rồi, giờ này mình đã bón bổ sung tiếp. Thế còn nếu trường hợp mà nó mặc cây nào nó nhỏ có thể mình bổ sung thêm đạm rời, quả nó quá nhỏ thì bổ sung đạm rời cho nó lớn lên, hoặc đạm hữu cơ như su mago hoặc mà thằng phân món Nga thì mình tưới bổ sung ha. Còn nếu các bạn có đá cá đỗ ngâm thì các bạn tưới cá đỗ ngâm cũng được, vì mình không may mình không có dòng đấy, mình phải bổ sung các cái loại mua sẵn kia thì mình bổ sung cho nó, hoặc là phân gà người ta cũng là của Nhật hoặc là của một số nước ấy, nó cũng là phân hữu cơ thì mình có thể bón nó tan dần, ăn dần ra, nó nở nó ăn dần, gặp nước mưa hoặc là bón nó ăn dần ra để phù hồi cho những cây quả nhỏ. Thế còn những cây quả bình thường thì mình tất cả vườn mình đều ném chung tất cả là tầm không quá 5 nạng. Không quá 5 nạng mà nhá, tầm 5 nạng đổ lại thôi. Nhưng phải trên 2 nạng bởi vì cây nó này là quả nó ăn dinh dưỡng cần nhiều hơn lúc bé rồi. Nên là mình chia sẻ để mình kiểm soát nó, nhỡ hôm nay mình ném, mai nó mưa thì nó sẽ không bị rửa trôi nhiều, hoặc nếu mà gặp nắng thì nó cũng chưa kịp tưới được đều thì nó cũng không được bay hơi nhiều, tức là mình làm sao nó cách 3 ngày nó không mưa là mình phải tưới cho nó ăn nốt. Còn nếu nằm trên mặt đất nó trơ trơ mà đoạn tan chậm ấy, cái dòng tan chậm thì nó sẽ bị bay hơi thì rất là tốn kém và lãng phí tiền. Nên mình chia sẻ cách chọn cái NBK trong cái đoạn này là như vậy. Tức là mình nói chốt lại, mình nói rút lại là nhìn bưởi mà bón, thí dụ các bạn mà thấy bưởi các bạn là to quả thì các bạn nâng cani cho mình cao từ tháng 4 này luôn cho mình, để quả bưởi nó săn chắc và nó hãm, quả bưởi không lớn nhanh, để vỏ nó mỏng và ruột nó dày lên. Đấy, cái thứ hai nữa là cây bưởi mà bình thường, thấy nó lớn bình thường, nó cũng không to cũng không bé thì các bạn có thể chọn 3 con cân đối, hoặc là các bạn nếu mà cây nào yếu thì bắt tách ra, các bạn có thể bổ sung thêm các cái hữu cơ, ví dụ các bạn có sẵn trong nhà như phân gà hoặc là cá đỗ ngô ngâm, các bạn có thể hòa loãng tưới vào cho những cây bưởi nó yếu tăng cường, hoặc là phun bổ sung. Thì mình chia sẻ các bạn đấy. Còn bưởi năm nay thì đầu tháng 3 này mình chọn 3 con 16, tháng 4 này mình chọn 3 con 16, năm ngoái thì là mình chọn hàm lượng cani cao từ tháng 4. Năm ngoái nắng hơn nhiều, năm nay thì nó lại có một trận mưa kéo dài hàng tuần rồi, cho nên là nó mát thì quả bưởi nó cũng sỉnh hơn. Đấy, cũng sỉnh hơn thì mình cũng chia sẻ các bạn là nó như thế. Thế là năm nay mình sẽ tập trung nó thêm cả hữu cơ để cho cây, vì nó cũng già, mỗi năm nó già thêm thì mình chọn thêm hữu cơ này, và mình đang chọn 3 con 16. Đấy, còn sang tháng 5 của mình là chắc chắn là mình tăng cani rồi, không cần phải nói nhiều nữa, bởi vì là mình chỉ cho năm nay chậm một tháng thôi, chứ mọi năm là mình đã tăng cani từ tháng 4. Đấy, mình nhìn thấy cây nó cũng khỏe hơn hoặc là nó ok thì mình sẽ, mặc mình có nguồn được cái, mình có nguồn đỗ cá ngô ngâm trong vườn ngoài thì mình tưới ra để bổ sung lượng đạm thì nó vẫn lớn được. Năm nay không có thì mình phải lấy 3 con cân đối. Đấy là mình chia sẻ các bạn. Không có được cá đỗ ngâm sẵn, năm nay mình đã tưới có một đợt nó hết sạch rồi, mình không chưa kịp lấy để ngâm để bón cho cái vụ này, cho nên là mình sẽ chia sẻ các bạn là như vậy. Còn nếu các bạn có được sẵn cái nguồn cá đỗ ngâm thì các bạn tưới bổ sung luôn cho nó ăn đi, hòa loãng, có thể 10 ngày các bạn tưới cho nó lần. Hoặc nửa tháng tưới này mà hòa loãng ra để kiểm soát, cứ đừng tưới nhiều quá, đừng tưới mau quá thì lúc mình không kiểm soát thức ăn. Đấy, mình cứ nghĩ là mình không bón NPK, mình tưới đỗ cá nó đều là cả dinh dưỡng cả thôi, cho nên là các bạn để ý cho mình. Thế còn ngoài ra những cây bưởi yếu các bạn có thể vẫn phun cho nó dinh dưỡng cũng được. Nếu một số bạn bảo nó cây nó lá nó mo rồi nó yếu quá, nó sai quả quá thì cây nó kém dễ, thì mình các bạn vẫn bổ sung cho mình cả trên lá trả dưới đất cho nó ăn được. Kiểu có thể bón thêm humic hoặc cải tạo thêm đất cho nó giàu dinh dưỡng, cho nó khỏe bộ rễ. Đấy. Còn ngoài ra cái vụ này thì bắt đầu một số bác đã công điện cho mình thì hỏi là bây giờ đánh được ruồi vàng chưa, thì mình cũng chia sẻ luôn là ta đánh ruồi vàng thì để tầm lúc tầm nó lên mã tháng 8 chứ đánh được cũng được, nhưng mà từ tháng 4 tháng 5 này thì các bạn đằng nào cũng phun cho quả là nấm sau khi mưa, hoặc là vốn định kỳ hàng tháng, thì thường theo kinh nghiệm của mình thì mình cứ kết hợp đánh diệp sáp. Đấy, các thuốc mà nó bán tổng hợp, họ bán tổng hợp cho mình mà trong đấy nó có đánh được diệp sáp này, đuổi ruồi hoặc đánh ruồi nữa thì kết hợp được càng tốt. Còn nếu mà mình ra vườn mình thấy có lộc non thì mình đã kết hợp cả cái dòng phun nhện xun sâu bẫy bùa. Thế còn nếu mưa kéo dài thì mình lại nó mưa tạ rào thì nó lại không có mấy khí nhện cả,
thì mình lại không cần dùng phun thêm bổ sung nhện. À, nhưng mà mình phải phun chủ yếu là thằng nấm thì là quan trọng với cái diệp sáp, à, các bạn nha, diệp sáp với lại diệp kim. Còn cái diệp kim thì một số các bạn đánh khó thì mình cũng chia sẻ luôn, là sau khi phun cho cây mà có diệp rồi thì các cái con diệp kim nó chỉ nằm ở chủ yếu là thân và cành là chính thôi, chứ nó không có trên lá. À, cho nên là các bạn có thể là dùng, có thể như mình dùng được trước, mình dùng cái diệp vương. Đấy, các bạn phun phá nặng, đánh thẳng vào thân cây. Sau khi pha phun hết toàn vườn rồi thì cây nó có thể là nó đã bị ngấm thuốc vào thân cây. Nếu các bạn cách nó một tuần hoặc 5 ngày sau, các bạn đánh kép luôn cho nó vào cái thân cây thôi, không cần phun vào cành lá, vì diệp kim nó không có ở cành lá. Đánh cái thằng diệp vương ấy đánh nặng lên, đáng ra là pha một bình thì các bạn dồn hai bình thành nành một thì nó sẽ nặng, thì nó sẽ tiêu diệt tốt. Thế là hôm trước thì mình cũng phun luôn, sau khi cuối là mình phun luôn chứ mình không đợi 5 ngày vì mình rất bận, nên mình không để ra vườn mà cách 5 ngày sau mình lại ra để đánh. Còn nếu các bạn có thời gian thì các bạn đánh cho nó 5 ngày sau các bạn quay lại và đánh lại, chuyên tập trung vào cái diệp vương vào thân cây cũng được. Hay là các bạn nếu mà có thời gian các bạn có thể là dùng máy rửa xe, các bạn xịt vào thân cây cho nó chóc ra, chóc các cái rêu, trong các cái vỏ nó dính bẩn rồi diệp kim nó rơi ra, xong các bạn quét một lượt nước vôi loãng để cho nó tiêu diệt các cái diệt kim đấy nếu còn, và nó sạch thì nó ít khi có sâu bệnh trong khoảng cả sâu đục thân. Cái mùa này thì cái tháng 4 này các bạn để cho mình nó còn có cả sâu đục thân, vì là nó có con sắn tóc, nó đẻ trứng vào những cái vết thương mà chúng ta đánh máy cắt cỏ nó bị xước hoặc là nó bị sâu bệnh, thì con sắn tóc nó đẻ trứng vào, chúng ta có để con sắn tóc này, chúng ta bắt sắn tóc để chúng ta tránh cái sâu đục thân. Và đặc biệt là mình cũng nhắc bạn là chủ yếu là nấm thôi đấy, ta đánh nấm, còn ta kết hợp đánh ruồi vàng bằng cách là ta phun cùng, bởi vì lúc này là chúng ta đánh phòng các con chích hút như là con mũi nó đốt, con mũi bọ xít mũi nó đốt thì nó tạo cho những cái vết thương đấy, thì chính trong này con ruồi vàng nó đẻ, và hoặc là nó sẽ bị ghẻ sẹo mắt cua, nó sẽ bị thối hoặc là bị nấm, chúng ta phải để ý lúc này. Chứ còn lúc này thì thoáng nó rồi, bón cũng kéo giãn ra, vì khi mình bón tầm 5 lạng thì mình lại kéo giãn ra để mình kiểm soát thức ăn, chứ mình không bón mau như tháng riêng hai là lúc ý là cây nó hoa quả nhỏ thì mình bổ sung nhiều dinh dưỡng, nhưng mà mình lại chia nhỏ nhiều bữa nhỏ. Nhưng khi quả to rồi, nó ổn định rồi thì nó qua được cái trụ sinh lý rồi thì mình bón có thể nâng đến từ 4-5 lạng 3-5 lạng tùy theo cây. Mình bón xong rồi mình cứ 3 ngày không mưa thì tưới cho một lần để nó ăn nốt cái dinh dưỡng, và chọn những dòng nó tan nhanh, bởi vì mình bón trên mặt đất ý, thì nó không như nằm dưới lòng đất. Còn nằm đất như các bạn sới hoặc các bạn nấp đất lên ý, thì nó không bay hơi, thì các bạn dùng dọn tan chậm. Còn như mà khi chúng ta mà bón ở trên mặt luống này thì nó gặp nắng này, gặp mưa nó cũng bốc hơi đạn nhiều, thì chúng ta sẽ dùng các đoạn loại mà tan nhanh các bạn tưới cho mình. Còn ngoài ra thì chúng ta để ý cho mình là nó cái thời tiết sau khi mưa ngay mà nó hút mưa nhiều ấy, nếu mưa nhỏ thì các bạn có thể ném gian hút ẩm thì mai ta tưới vào nó vẫn hút được dinh dưỡng. Nhưng nếu mà mưa rào, mưa nó nhiều nước mà đất nó đang sồi xịt ẩm thì các bạn đừng bón, vì bón lên nó đất nó có tan chăng nữa thì nó cũng không hút được dinh dưỡng, mà mưa nó sẽ rửa trôi, vì đất nó trong đất, lòng đất nó đã có độ ẩm cao quá rồi, nó không hút thấm nữa, nó sẽ trôi xuống rãnh hoặc trong ra vườn không rãnh thì chúng ta lãng phí, thì để nó dồn rốt đấy. Như hôm rồi nó mưa kéo dài cho nên là mình để 2-3 nắng để cho nó đất nó dồn rốt, thì khi mai mình tưới phát nó ăn được ngay. Cái đêm nay mình ném ra nó đêm sương xuống là nó hút gió nó ẩm nó tan ra, cái là mai mình hoặc là nó mềm cái phân ra thì mai mình tưới coi cái nào nó ăn, bây giờ mình không kịp tưới. Đây là mình chia sẻ một số các bạn cái video cho các bạn xem mình đến điều tiết quả, kiểm soát quả làm sao nó lớn trong tư thế chắc. Thì bây giờ mình sẽ quay cho bạn một chút cái cây bưởi tơ của nhà mình, mình kiểm soát thế nào, và cả cây bưởi già kiểm soát nào cho các bạn biết nhé. Đây đằng sau mình đây, mình các bạn cây bưởi tơ của mình mà mình cũng kiểm soát nó lớn rất chắc quả. Đây mình các bạn nhìn này, nó rất là chắc quả luôn, chứ nó không phải là to bồm. Còn nếu các bạn mà nuôi ở cái tình trạng mà để bán cắt cành thì không nói làm gì. Thế còn hai nữa là các bạn mà dùng các bưởi mà các tân tới tính cân như bưởi da xanh thì các bạn cứ cho lớn bình thường, không cần phải ép nó chắc quả quá, nhưng mà chắc và dưỡng ngon hơn. Các bạn nhìn đây, cây bưởi tơ của mình đây, các bạn nhìn thấy con nó lớn chắc không? Wow, rất chắc luôn, chứ nó không phải là tơ mà nó to bộp đâu. Đấy, bây giờ các bạn nhìn mình đã cho nó ăn nó chắc này. Đấy, các bạn nhìn này, cái này nó là mới bói năm thứ 2, thứ 3 thôi các bạn. Còn các cây bưởi già đây các bạn nhìn đây này, quả nó săn chắc đấy, quả săn chắc đấy, quả nó săn chắc này cơ mà. Đấy, mình quay cho các bạn xem này, đấy những cây bưởi già này, cành không có nhưng quả các bạn nhìn thích không? Đấy. Và giữ quả là quan trọng. Khi mà nó ra quả, nhiều vườn mình quay ở trong xóm mình thì đầu năm thì rất là sai quả đấy, nhưng mà sau khi cái là nó bắt đầu rụng sinh lý họ không giữ được thì bây giờ là rất là thưa rồi. Nên các bạn để ý quả mình đấy, cây thì rất yếu, các bạn nhìn không, quả hàng trăm quả cây là chuyện bình thường.
Đấy, quả rất là chắc luôn. Thế là mình phải chọn các loại phân bón hợp lý. Cái cỏ mình cắt để bón nhưng mà gặp mưa là mình không cắt được loại tốt này rồi này. Thì mình ném qua cho ăn. Hôm nào mát rồi mình lại sẽ cắt bỏ. Và bây giờ mình tạm giữ mấy hôm nắng này nã. Để cho nên mình chia sẻ các bạn cách chăm sóc bưởi là thế. Còn đây cái bao NBK thì mình đây cũng lấy được trước, mình lấy thằng dòng phân bón Nga, thế này mình cũng lại lấy được phân bón của bên Nga của anh Thái đây. Hai cái bao chắc được ném luôn cho các bạn, mình ném luôn vườn luôn. Đây, mình chọn ba con 16 thì nói là mình không nói sai. Con này thì nó chứ kiểu dạng kích thủy ấy, thì nó sẽ tan nhanh. Thế mình chọn là này. Còn nếu mà trường hợp mà cây bưởi nó quả nó quá lớn nhanh thì mình tăng cani sớm. Bưởi của mình một số quả nó cũng chưa là lớn lắm, các bạn nhìn này, nó cũng chưa lớn lắm cho nên mình vẫn phải chọn dòng ba con 16 các bạn nhé. Mình chọn ba con 16. Các bạn nhìn thấy không? Quả nó thế này cơ mà. Thế quan trọng nhất là nó phải giữ được quả. Thế còn nếu mà không giữ được quả thì đây đất nó vẫn đang rô rút ẩm này. Nó chưa phải là khô quá thế cho nên mình sẽ ném ra nó sẽ hút ẩm. Hôm nay thì mai mình tưới là nó hút rất nhanh. Chứ còn nếu mà mình mấy hôm trước mà nó mưa nó đang ướt nhiều quá, bón là độ ẩm nó đang cao ấy, thì nó sẽ không hút được dinh dưỡng, mà nó khi mưa nó sẽ rửa trôi rất lãng phí cái phân bón. Đây mình chia sẻ các bạn là như vậy. Hôm nay thì mình mới ra được, hôm nay thì nó rơi vào mùng 5 tháng 4 âm lịch. Mùng 5 tháng 4 âm lịch thì mình ra làm cái video bạn là để ý mấy vấn đề là lúc này là chúng ta bón cho NPK nó hợp lý. Tức là cây nó ổn định thì nó bình thường thì mình bón chọn 3 con 16, 3 con 15. Còn những cây nào mà quả nó to lớn nhanh thì các bạn có thể bón ít hơn, hai nạng hoặc kéo giãn ra để cho nó ăn kiếm thức ăn, cho nó ăn bớt thức ăn đi cho nó đỡ to quả. Hay nữa mình có thể chọn dòng cani cao luôn đi cho bưởi nó săn chắc. Thế còn cái bưởi mà nó già yếu thì mình có thể chọn 3 con cân đối, hoặc là có thể là chọn dòng đạm cao 20 cũng được. Nếu chúng ta không có đỗ cá ngô ngâm, nhà mình năm nay thì mình không có cá đỗ ngâm, mình chọn 3 con 16. Còn nếu năm nay mà mình có cá đỗ ngâm sẵn còn thì mình sẽ chọn hẳn hàm lượng cani cao, còn tăng cường đỗ cá ngô ngâm tưới ngoài để tăng đạm ngoài. Còn nân không cần nhiều. Cho nên là mình chia sẻ các bạn nên là nó vẫn lớn được quả, mình tận dụng được nó, nhưng mà hôm nay mình khâu hết cái nguồn cá đỗ ngô ngâm thì mình phải chọn 3 con 16 để cho nó đủ đạm nân cani. Nhưng hai đầu năm là mình cũng không có bón nân rời, năm ngoái là mình bón được nân rời, nân nâm thao với nân nung chảy, nhưng năm nay mình không bón được. Cho nên là mình phải bổ sung thêm cái 3 con 16 để nó đủ cái dinh dưỡng nữa, đủ cả lân nữa, không cần nhiều nữa cũng phải có. Nên là mình chia sẻ các bạn nếu nhiều quá thì quả nó sẽ dày vỏ. Mình chia sẻ các bạn nhé. Thế còn trong quá trình các bạn để ý cho mình, nếu mà thời tiết nó nắng quá thì các bạn tận dụng các cái nguồn bao tải, các bạn cắt tre ở phía nắng thôi mà chúng ta vẫn phun được, để đánh được ruồi, đánh được nhện, đánh được lấm. Chứ còn các bạn bọc thì nó hơi tốn kém tiền. Những cái bưởi ăn, trừ cái bưởi chúng ta làm lễ chúng ta thờ thì chúng ta cần nên mã như bưởi đỏ thì chúng ta phải bọc rồi. Nhưng các cái bưởi mà như bưởi diễn đây nhà mình thì mình ít bọc địch. Bên đây hiện tại bây giờ này mình chưa bọc được quả nào cả. Đấy, mình chưa bọc quả nào, mà các bạn nhìn thấy mình quay này không có quả nào dám đâu. Vì thứ nhất là có độ ẩm tốt, rãnh nước mình có, cỏ mình vẫn tốt thì mình cắt ra nó vẫn phủ trên một lượt. Một mùa lượt ở trên thì nó cũng mát. Ngay nữa là vừa rồi mưa, còn nếu không mưa thì mình phải tưới ẩm. Đấy, mình tưới ẩm thì nó có đủ độ ẩm. Như năm nay mình tăng cường được cái dòng hữu cơ. Đấy, mình tập trung hữu cơ nhiều thì đất nó cũng mát hơn. Ví dụ phân gà mình bón năm nay so với mọi năm là hơn một bao rồi. Tức là mọi năm mình bón một bao, năm nay mình bón đã có cây hơn hai bao rồi, có cây hai bao. Cây nào yếu thì còn vừa giờ trên vườn mình vẫn còn một số mình phòng, cây nào yếu mình sẽ bổ sung tiếp. Ngoài ra năm nay mình tận dụng được thêm tưới được thêm hai lần Sumago với thằng phân bón Nga để cho nó thêm dinh dưỡng hữu cơ, và mua thêm cái phân gà nó viên sẵn ấy, của chỗ anh Thái và của bọn Nhật nó bán để mình bón thêm cho nó. Nhưng cây nó yếu bổ sung cây yếu, còn cây nào nó ít quả hay nó yếu thì năm nay mình tập trung đang phục hồi cây cho nó nghỉ để cho nó dưỡng cây, để cuối năm năm nay mình để qua để nuôi khai thác. Chứ còn nếu mình ép quả nó quá thì nó sẽ chết cây. Để mình chia sẻ với các bạn một số các bạn để ý, và năm nay rất nhiều bạn là bị cây nó bị mo lá này, quả nó không lớn được này. Nhưng năm nay đặc biệt thì là nó có lợi là năm nay là quả nó đẹp hơn năm ngoái đấy các bạn. Năm nay mình đi quay phim cũng như vườn nhà mình, năm nay nó ít bị bỏ trĩ như năm ngoái, ít bị các cái nhện dám quả hơn, mới phun được thời kỳ tốt. Thì năm nay không, mình xem nó không bị dám xi măng như mọi năm. Năm ngoái là bị bệnh xi măng rất nhiều, quả bưởi năm ngoái là nhiều nhà đẹp không được đẹp. Năm nay mình thấy nó đẹp hơn, nhưng mà năm nay bị rụng nhiều và bị vẹo nhiều hơn. Cho nên các bạn để ý cho này, năm nay cái lượng quả mà nhiều năm, nhiều người đầu năm thì sai lắm, nhưng đến tầm này thì rụng nhiều rồi, nó thải vì không giữ được, không biết chăm sóc tăng cường cái dinh dưỡng lúc đó rụng sinh lý. Cho nên chúng ta tăng cường lúc chống rụng sinh lý thì nó sẽ ăn được tốt hơn. Cái hoặc có một số người rất sai do xử lý là đất đào rễ này, rồi khoanh cây này nó ra được hoa đậu quả nhiều nhưng mà nó không nuôi được, nó chưa kịp ra rễ, hoặc nó lại bị thối rễ, nấm rễ nó xâm nhập vào các đầu rễ mà khi chúng ta chặt cuốc thì
là nó không đủ dinh dưỡng đưa nên là quả bưởi nó cũng bị rụng. Có nhiều người xử lý thế là nó cũng không tốt, cho nên là mình không chặt rễ cũng không khoanh cây để cho cây nó đỡ bị sâu bệnh và cũng đỡ bị yếu cây. Khi mà nó chưa phục hồi thì nó không ăn được dinh dưỡng, cây nó thiếu dinh dưỡng nó sẽ tự cắt quả. Thế là mình đi quay một số mình rồi mình thăm rất nhiều các bà con trong khu vực đây thì nhiều người đầu năm thì cũng khá sai, nhưng đến bây giờ thì là hầu như là quả nó giảm rất nhiều, nó rụng sinh lý rất nhiều, quả to rồi bị rụng. Thế nên các bạn để ý cho mình tập trung vào mấy việc là chúng ta để ý ruồi thì chúng ta phun kép cùng với nấm, còn chúng ta nếu mà nắng quá chúng ta che vào, che cắt cái tại, tận dụng cái bao xi măng hoặc là bao NPK các bạn, mà che vào những cái khu mình làm cái như cái nón như mình trước chia sẻ cái video của chỗ anh Điền ở Hà Nam anh làm thì chúng ta phun vẫn được. Đấy. Còn các bạn để ý cho mình lúc này là tháng 4 nó có thêm cái con sâu đục thân, thì các bạn để ý con đục thân là có con sen tóc. Đấy, nó đẻ trứng thì các bạn để ý bắt nó để nó đỡ đẻ vào các cái vết thương nó ra, tạo ra sâu thân cho cây. Ta xử lý mấy việc đấy thôi. Còn bây giờ lúc nào nó chín bắt đầu lên mã thì nó mới tập trung ruồi nó kéo đến nhiều. Bây giờ chúng ta cũng phun phòng thôi, phun đuổi, phun phòng luôn thôi. Các bạn tập dụng ví dụ mình đánh kết hợp với vẹt xanh thì nó tiêu diệt luôn. Đấy, nó có mầm non thì có độc non thì mình kết hợp vẹt xanh với nấm. Nấm bây giờ thì các bạn có thể chọn nhiều dòng nó rẻ hơn đầu năm, bởi vì nó quả to rồi. Làm sao cái gì nó tiết kiệm được là hay cái đấy. Ví dụ như vườn bên kia mình tận dụng cả bèo mình làm bón làm phân thì nó cũng rẻ dần đi, hoặc là phân gà nó là rẻ nhất các nhà, phân gà mới tận dụng, phân chim mà có chúng ta tận dụng, còn cái phân trâu phân bò cũng tốt nhưng mà chúng ta bón vừa phải bởi vì nó bốc lên lá nhiều. Còn nó nuôi thân nuôi tán nuôi cây chưa khai thác thì bón loại đấy nó ok, nhưng khi mà lúc nuôi trái ăn khai thác cây ăn quả rồi mà khai thác kinh tế rồi mà chúng ta bón nhiều cái phân trâu phân bò thì quả nó lớn nhanh, quả nó vỏ dày quả. Còn ta tận dụng cái phân gà thì nó cũng rẻ, nhưng trong phân gà nó có trâu nó làm tơi xốp đất. Các bạn làm sao để cái phân hủy được cái trâu nó đỡ bị sắc để đâm vào cái rễ tôm khi mình dẫm ra vườn, nó mười mưa nó nát nó ảnh hưởng sức rễ tôm thôi, chứ còn cái phân gà là một cái phân cũng rất rẻ, ta làm được hoai mục nó, ta làm được sạch nó thì ta bón rất là rẻ, đầu tư nó kinh tế. Còn một số bác bây giờ mình quay đấy như bác Phương đấy bón cả phân chim đấy nhưng mà nó bị nấm rễ thối, bằng rễ bằng cổ tay cũng bị thối, cho nên chúng ta tận để ý vào mấy cái việc này. Chúng ta bón phân gà phân chim thì chúng ta để ý cái nấm bệnh, ta xử lý được các cái chi trô đặc ma ra cho vào cho nó tươi, cho nó phân hủy đi, hoặc như mình đã làm vừa rồi đây mình tưới thêm cái Supergo vào thì nó sẽ phân hủy cho nó ăn được dinh dưỡng và nó đỡ bị hỏng rễ, tăng cường được cái vi sinh vật có lợi. Đây mình chia sẻ các bạn như thế. Hãy đừng quên bây giờ chia sẻ cái video cũng hơn 2 phút rồi. Các bạn có thấy hay thì chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ để được nhận được ra video nhiều video nữa kịp thời nhất để chúng ta nắm bắt được từng thời vụ. Một lần nữa xin chào các bạn, cảm ơn các bạn. Số điện thoại của mình vẫn để trên màn hình là 0973380995. Chào cảm ơn các bạn.